Gì hay, xin chào mọi người và chào mọi người đã trở lại với Blessing Evil. Thì hôm nay, tại sao hôm nay mình ra đến 3 tập luôn? Bởi vì còn có một cặp duy nhất cho mày, mà đợi đến ngày mai nó rất cặp là vũ khí sinh học này nó dễ chơi lắm. Mà, không phải ý không phải gì trời, nó giết người rất là nhanh luôn. Nên là cũng chả mất thời gian nhiều đâu. Nó sẽ chơi trung bình nha. Và tiền của này là đi biết ok bắt nào nào let's go boy không nói nhiều nữa thì cái này trước đi tại sao lúc nào cũng bắt đầu cái chỗ đó vậy chỗ đó lây nhiễm rất là nhanh luôn ok bây giờ cho không khí chứ phải cho rèn nén nén lại cái sức giết người đó là ngày xưa muốn đi giết người nhanh hơn nhưng mà bây giờ muốn giết người chậm lại nước đang ngày càng lạnh hơn và kháng băng càng kháng băng rồi không hai lần đấy cho gen nén lần hai để giảm được khả năng chết người của nó. Khả năng giết người con này rất là kinh khủng luôn. Nén lại cái khả năng giết người nó. Giờ cho nước. Tôi muốn có kháng băng ngay bây giờ luôn. Cái mẹ nó. Kháng băng ơi. Lấy được 4 da rồi. Ho khan. Không sao. Kệ mẹ nó đi. Ok. New Zealand giàu đúng không? Dầu Indonesia cho Italy Ý à Mỹ Trung Quốc mẹ kiểu ok cho kháng thuốc đi what the fuck ngũ đông tôi cần nó ngũ đông. Vì hoa chứ cái trung mày để hoa xích cho nó con đi mẹ nó đánh người đâu kia cơ chưa chắc nó phát hiện rồi mẹ nó cái này nó giết người ghê lắm. Bắt đầu nghiên cứu địa chỉ rồi đấy. Nước này. Philippines rồi. Đông Nam Á cũng bị rồi. Ok. Trung Phi. Không khí hai. Cứu địa chỉ rồi. Cho bỏ. Sẽ bỏ cái hạt da xanh trên đầu. Ok. Vậy cái này không cần phải triệu chứng gì chân. Không năng triệu chứng gì chân. Này cứ việc câu kéo thời gian. Kháng băng nè. Mà rốc bị rồi
xem còn ai nữa. Greenland, hàng đó vẫn là hàng cuối cùng sống sót. Hàng cuối. Bây giờ. Greenland ơi, nhanh lên khổ cao cao. Chắc tầm 30% thôi nhỉ. Ủa, có bị hủy bỏ. Đúng rồi, hủy bỏ đi. Riêng lên, lên ơi, nhanh lên. Ok, vô luôn. Sơ phổi. Combo cực mạnh. Cố gắng tìm ra thuốc chữa nhưng mà cố càng cố gắng lên càng bệnh nặng hơn. Sơ phổi. Ok, này sơ phổi. Đúng rồi. Cực mạnh gây tử vong đấy. Cho nó shit đi mày, để đây combo hết luôn. Ai giết người nhanh phải nồng luôn, đi cũng không được rồi. Ok, à đủ 9 phút không sao. Thì có vẻ như series Blasting Evil này kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người nha.